động ngay. Ui dồi ôi, con này to, ui dồi ôi. Ui dồi. Động ngay. Ui dồi ôi, con này to, ui dồi ôi. Ui dồi. Ui dồi ôi, đen bác ơi. Ui dồi, đen rồi. Ui dồi, trong cỏ. Ui dồi. Hello, xin chào 500 anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay đi đánh vẫn đánh cái hồ ở em câu hôm nay test nhá. Bảy mồi mít này con này. Đây. Ở nhà mấy hôm thì hôm nay mới có thời gian vác đi. Để em bảo quản ở trong tủ lạnh mấy ngày các bạn. Cứ bảo chủ nhật đi câu nhưng mà chủ nhật bận quá không đi được. Hôm nay có thời gian. Đó vậy. Rồi, tôi xong rồi các bác ơi. Gặp kích thủ, lưới thủ đi đánh lưới rồi. Ôi, buông cần gặp cảnh này các bác nghĩ em có nên đi về không? Này, đi đánh lưới. Cổ kéo này chết rồi. Mình câu vẫn câu quá, gặp lưới thủ đi anh lưới này rồi chịu rồi. Câu cuối câu. Ui, hàng to bác ạ. Ui, phát ra mất rồi. To anh em, bỏ vảy nó, có nhìn vảy chưa? To, đây rô, các rô mà vảy to đấy. Cái vịt phát mất. Nói chung là cần tay nó đóng nó hơi yếu nữa. Phao to quá, cái này có phải phao con này giật nó đóng nó căng hơn. Mới có phao to. Đóng ngay. Ôi giời, mất hàng rồi. Ui giời, chép. Ui, chép bác ạ, đuôi dẫy lên vàng khe rồi. Toi nhỉ. Ui, phí thế. Qua thấy là một mít đánh phê hẳn luôn đấy. Quả mà đóng cần máy đẹp. Chắp. Đồ quả phao mới đánh nó nhẹ quá nhá. Quả phao nhỏ đánh nó sướng. Quả kia lạ quá. Đó. Phao bé
đánh cho nó chất lượng, phao kia lặng quá. Còn phao này thì nó không có chì, nó cứ hơi nghiêng nghiêng quá. Nồn giật thì nhẹ. Chưa. Ui rồi. Ui rồi. Ui. Ui chép 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 chép. Ui chép chép chép. Ấy dài đây đây rồi, đây rồi thì chép. Đúng chưa? Ui rồi. Ui rồi. Ui. Ui chép 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 chép. Ui chép chép chép. Ấy dài đây đây rồi, đây rồi thì chép. Anh em nhìn nhá. Cần 8H anh em nhìn nhá. Chép nhá. Cái này thì chép với chúng tao này. Có nhìn chưa? Đóng dã man chưa? Đánh trên này mấy ngày đánh nhấc bổng con cá lên. Qua nhìn dã man chưa? Đánh phát nhấc bổng con chép lên. Đấy, anh em nào cái bài mùi mít của em đi cố phải phê không? Làm nhé. Ui. Em bảo các bác rồi. Bảy ui không mất. Bảy mùi mít này là mất một chép rồi nhá. Được một chấm cỏ mất một chép, được thêm một chép nữa. Thế này mình là đã đời chứ đúng anh em. Câu phải như thế này chứ. Đó, đó. Đấy, quá là đã luôn. Hôm qua trên nhóm có ông nào ông bảo tôi móm nhỉ, bảo là không đi đánh mồi mít để móm mà nó có thời gian đâu, thời gian nhà chúng con chưa thời gian đi đánh nhỉ, chứ gì cái ông đã bảo tôi móm rồi, làm gì có chuyện móm cái bài mồi này. Anh em này, anh em nào chưa biết thì vào xem em có cái link em để bên dưới đấy, các bác vào xem mồi nọ em phối mít mà mít nọ này chưa đánh được em phải bỏ tủ lạnh gấp chứ không hỏng mất, thơm lắm, này là chua thơm cực kỳ luôn. Chấm chép gọi này. Hôm nay nó dính một ít rô phi bởi vì em đi câu thì em định cho tiêu bắp vào này đánh đằng cá to. Mà nghĩ sao thôi, bắt cá, mình đi câu đây. Hồ này nó hồ thiên nhiên đấy các bạn. Nó không nuôi cá. Nên là lại cá to nó hiếm ấy. Mình bắt cá chứ không thì về không có hàng chết. Chứ các bác mà đi dịch vụ mà chơi loại này các bác phải thêm tí tiêu bắp vào mồi xả nhé. Thì đánh nó chuẩn hơn. Tiêu bắc vào mùa xả thì cá con nó không vào. Kiếp ớm mẹ con này sao quảng không quảng ngay. Ui dồi ba ơi, ui dồi, ui giời, kiếp giờ nhau ơi. Wow, cầm tay quảng ngay. Ui dồi ba ơi, ui dồi, ui giời, kiếp giờ nhau ơi. Wow, cầm tay, cầm tay. Anh em thấy cần 8H của em không? Rồi một phát bổ hai con này em bảo luôn. Đã mà.
phải nói là giật quả dã man thật, một phát lên bờ luôn hai con. Ủa rồi kỳ đã quá, cứ sắp đôi vậy mới sướng. Anh em nhìn em ghi câu có phê không? Mày quá thấy em câu cá phê không? Quá là phê luôn. Động ngay. Ui dồi ôi, con này to, ui dồi ôi. Ui dồi. Động ngay. Ui dồi ôi, con này to, ui dồi ôi. Ui dồi. Ui dồi ôi, đen 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 bác ơi. Ui dồi đen luôn. Ui dồi, chấm cỏ, chấm cỏ, chấm cỏ. Ui dồi. Ôi giời, tắm hắt của anh mày, chấm cỏ chạy mày nhá. Chấm cỏ bự quá rồi. Ui giời. Ui con này con cụ tổ rồi. Đùa mà tám mắt của anh à. Ui chấm cỏ chấm cỏ chấm cỏ. Ui giời. Chấm cỏ bự quá rồi. Ui giời. Giỏ. Đùa mà tám hát của anh ấy. Thế rồi qua khu khu. Khu cô nó vào cơ. Em bảo nới cái vọt ra đấy. Nới cái vọt ra, khu cô nó vào. Nó mất đi. Ui giời. Ok ok. Ui dồi ôi. Mày. Ui con này 5 cân có bao. Ống cần tay tưởng mất cơ. Công nhận con này 8 hạt này phê thật là kéo khỏe. Không chạy đâu được. Đánh cần này công nhận là nó yên tâm quá. À, quá là đẹp luôn. Sợ. Bong luôn, bong lưỡi. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời, ôi giời, hàng đẹp, hàng đẹp anh em. Đẹp quá.
Cho bác xem cái dép của em này bự chưa? Hàng đẹp luôn, con này phải 5 cân các bác. Cần đơn các bác thấy chưa? Cần đơn vã dã man luôn đấy, kéo cong lên mà không gãy. Quá đẹp, quay cho bác xem thành quả em này phê đấy. Mùi này em đánh cái mùi mít đấy các bác ạ. Phê quá anh em ơi. Mít mít mít. Úi ôi, quá như vậy này đóng kinh chưa? Chấm cỏ nhá. Ha. Này có quả rồi, quả đó. Quay lại cho bác xem phát nữa này. Bác thấy quả đóng quả chấm cỏ sướng không? Quá là sướng luôn như đã mà. Cứ nghĩ là quả em cứ nghĩ là trượt con này cơ. Không trượt được. Sợ bỏ ai cơ mà. Phê. Câu con này phê tay vẫn còn run, cầm máy vẫn còn run. Đẹp thế nhỉ. Cho vào rõ nhá. Không thể tin được. Này có thể câu con chấm này. Này, vào đây, vào đây. Không thể tin được. Cứ tổng mất. Lưỡi yếu nhỉ. Vớ vẩn. Vớ vẩn này, lưỡi dẫm vào chân chết đi. Cần ai nhỉ? Cần tay đóng đã mà. Đánh cần cần tay cảm giác nó run các bạn. Đánh cần máy thì chắc chắn con này sẽ chết rồi, không thể thoát được, mà cần tay sợ mất. Nó cứ run thôi. Mồi đánh chấm hay phết đấy. Vừa là chậm mất một con chép chứ không thì còn hôm nay được hai con này ngon luôn các bác ạ. Này các bác nhá. Nó đây em chẳng cần nó so luôn. Mày vừa gỡ cái cắm mặt tay cái đầu á. Là em chẳng cần nó so, bóp trực tiếp vào dây luôn. Bởi vì này hôm nay là em đây. Hôm nay nhà có điều kiện đấy bác, em mang hẳn hẳn một gói bột mì đi đấy. Các bác nhìn chưa? Nên là bóp dày bột mì quá cứ bóp thẳng vào trục luôn. Đấy. Em bóp thẳng vào trục luôn, nó không tan được bởi nhiều bột mì quá. Anh em cố gắng xê cho ít bột mì nhá. Em không có nào so. Trời hẳn cục. Tài trần vẫn còn loạn choạng vẫn run. Chính thức là nay mà nếu mà đánh con này bằng cần máy thì lại không run vậy quá. Cần máy đóng là chắc chắn là chết rồi. Nó cứ ra đến đầu cước nhả đấy. Nhưng cần tay này cước không nhả mà em solo luôn trực tiếp nó đấy. Ủa cả 5 cân chứ ít rồi các bạn, chẹo lưỡi này. Không phải chắc khoảng 5 cân đâu. Giờ 4 cân 1 cân rưỡi tầm đấy. Mà con này cũng bự đó. Anh em nhá. Cân phao luôn, đẹp. Phải làm hôm nước các bác ạ. Kéo con cá vãi mồ hôi này. Hôm nước ạ. Con cá này cắn kìa. Ui. Đang làm hôm nước cá này cắn. Vã đấy. Cá có nổ đấy. Bầm bầm rồi. Chết không? Con này liệu chết không? Dập đứt khoát đấy. Đứt khoát đấy. Ui giời, ui giời, rô phi hồng tươi. Dập đứt khoát hoa rô phi hồng tươi. Ui giời. Quá là đẹp. Rô phi đỏ go đẹp. Đỏ go đẹp luôn các bác này, dã man chưa? Câu cái này nó mới sướng này. Công nhận đánh lục đầu cần phê, quá phê luôn. Mày chạy mấy anh à, lấy ở đây á, lấy vào mắt, ăn à, dài cắm tao đấy. Nhiều anh em cứ khuyên mà cầm cái khăn mặt nó mà em đi ấm nửa ấy. Đó, cho rõ kia.
cứ người có khi dạo này chuyển món đánh đục đầu cần bằng tay đẹp quá, đánh vừa nhàn vừa nhẹ mẹ đỡ tốn tiền nữa. Chung em thấy đỡ tốn tiền, đánh bộ cần máy của em 2 triệu, mà đây cái bộ này thật bác chỉ mấy trăm nghìn này, cần này thì chứ em mua có 280. Mà đợt về chắc cần bị lỗi, nó gãy một khúc rồi. Nó đây chắc nó bị lỗi chứ không phải là cần đẻo đâu. Nên hôm nay em solo cá em biết là cần xịn đấy. Này nếu bộ này chắc chỉ khoảng 300 nghìn, đánh ngon 28 cọc phao 20, đánh ngon rồi mà vẫn solo được mình cá to anh em nhé. Em đánh đục này đa phần em toàn đánh đầu cần này, đầu cần thì nó mới hay được cá, xa bờ chả đâu con chết mẹ nào. Đấy, bác nhìn nhá, cắn luôn như không phải đùa. Đấy, ra coi xem phao. Mút ngay. Đánh chưa? Chạy đâu con chó? Ui giời, rồi lại một chùm bác này. Ui giời, chạy đâu? Wow. Một chùm. Đánh chưa? Chạy đâu con chó? Ui giời, rồi lại một chùm bác này. Ui giời, chạy đâu? Wow. Một chùm. Chạy đâu? Nhà mình còn cần cá ngoan không? Hái đôi khi bự lên. Anh em thì nó đã mà nó hai đôi phi đóng khoan. Dậy dậy dậy. Quá dã man luôn. Quăn hết cả lưỡi mà. Quăn hết cả lưỡi mà. Nằm yên đấy. Và đóng con chấm cỏ bự giờ đóng mấy đôi phi nó không cảm giác. Quá là phê luôn. Chính các bác làm như của em đi câu là hay hơn là các bác đi câu đơn. Câu đơn khó được cá lắm. Nhất là câu đơn bằng mồi bột này, khó nha. Làm như đấy. Các bác câu đơn bằng mồi bột thì đóng cá nó nộn, nó ăn. Đóng ngay. À con này bự, con này bự. Rô phi to, rô phi to. Kinh khủng. Anh em mình cái lưỡi đóng kinh chưa? Một phát thì móc ở đây, một phát thì này, lật ngược móc đằng sau, dã mà. Con này đóng quả kinh đấy. Đấy. Ơ, nằm yên, nằm yên, nằm yên. Đấy, anh em nhìn chưa? À, các bác về bỏ cần đơn đi, đi cấu kiểu này như của em ấy là sướng này, đã này. Cho luôn vào cái rọ này. Đóng ngay. Ui ui. Chết rồi. À đồ phi à. Ui kéo kéo ngang mùa thế nó nặng cái thằng cá to anh em. Đồ phi kéo ngang người nó nặng cái thằng hàng khủng các bạn. Nằm ở hỏa.
kéo nặng trịch lên hoảng. Đóng cả 4 rưỡi người, này mảnh dẫy cuộn con ơi. Chạy lên cuộn. Ôi, lỡ lưỡi này còn đóng lưỡi kia, càng dễ càng đóng. Mà càng đóng càng đau lại càng phải dẫy. Nằm yên đấy. Quá là phê luôn, hôm nay được cảm giác thi công nó sướng. Trời này nó dâm mát tí nữa thì đẹp. Không dính tay. Ok. Luôn. Đóng ngay. Ui, sắm đèn, sắm đèn. Ui, đèn, 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 đèn. Đóng ngay.